Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngàn một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 656. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 6, phẩm 18, đạt đến vô lượng. Đức Phật nói: Các vị thiện nam, thiện nữ dốc tâm phụng trì tu tập ba pháp thiền hành ấy thì liền đạt được đầy đủ mọi công đức thiện, đến khắp các cõi Phật được cúng dường phụng sự chư Phật Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nơi đại chúng liền đọc bài kệ: Hằng xa Phật quá khứ đều từ ba pháp thiền, pháp vô tướng vô nguyện nên hợp nẻo giới thánh, ba thiền pháp cội rễ tự đạt đến nơi hoàng chính, khiến phụng tụng vô lượng chưa thể hết pháp ấy. Như khiến một sĩ phu thọ mạng vô lượng kiếp, trong ấy muốn tuyên giảng chẳng hết được ba thiền, tự quán thức quá khứ chẳng phải ý nêu được, thức vị lai cũng thế, thức chẳng có chẳng không, vô hình chẳng thể thấy, nhưng gốc mọi sinh tử tư duy pháp cửu địa, sau mới được giác ngộ pháp phạm hạnh thanh tịnh. Ủng hộ pháp Như Lai nhằm mỗi mỗi phân biệt, chưa xuất thân Như Lai bậc tôn quý ba đời phá tan mọi lưới dục, mọi trói buộc dẫn chắc thảy đều được dứt sạch. Quán thế gian biến đổi, đời đời mãi nối nhau. Huống muốn rõ gốc thức, hiện thân sáu hang hốc. Gốc ngã chẳng tạo nghiệp, do nhiễm nên sinh cấu. Đều nhờ ba pháp thiền mới tọa gốc bồ đề. Nếu có tộc tánh tử, tâm trí nhầm tính lương. Phân biệt thân Như Lai, thể đều như vi trần. Các pháp giới quá khứ, mỗi mỗi chẳng nghĩ bàn, đều từ ba thiền ấy, nên được xưng danh hiệu. Nếu muốn đạt gốc thức, nhận rõ pháp chẳng có, nẻo hướng vô số biến, mới hợp ba hành thiền. Đời ta đã tự an, cũng khiến chúng dân an. Nhân người nhiều nhớ nghĩ, ta dẫn dắt chỉ nẻo. Ta từ gốc các định, hành quán ngộ ba thiền, chẳng có tưởng thức địa, vượt hết hành quá khứ. Gốc sinh từ ta người, lưu chuyển theo năm cõi, năng chức nhiễm một đời, mới hợp với ba thiền. Có ba pháp rốt ráo soi rõ gốc mọi nhiễm, hai là tuệ hiện tại quán đạo, đó là ba. Nên tận nẻo nghĩa ấy, hành vô lượng ba thiền. Điều ấy chẳng thể nghĩ, ba pháp hành chốc đạt, lại rõ gốc ân ái, dần dần chuyển nhập định, đã dấp chí theo thầy, sao mới thành đạo quả. Hoặc hiện ba ngàn cõi như ngọc nơi tay người, mỗi mỗi nhập quán định, rửa sạch mọi bụi bặm. Nhân người nhằm đo định, muốn dùng học đấu lường, tuy tâm kia lập được, đâu lại có lẽ ấy. Tâm niệm không bến bờ, sinh khởi luôn nối tiếp, như nước suối về biển, chẳng thấy có tăng giảm. Huống người muốn lường được cội nguồn của tâm kia, muốn tìm nẻo tâm thiện, đâu lại có lẽ ấy. Bậc thánh sở dĩ xuất, thì hiện nơi cuộc đời, như muốn lượng tính không. Khiến rõ lượng học đấu, nhận rõ niệm giái khởi trước sau cùng quãng giữa, và mỗi thảy đều rõ dứt gốc giống sinh tử. Tâm người chẳng một loại, hành tạo từng ấy đường, tự đánh mất cõi gốc nên bị hãm vực sâu. Quá khứ mọi hằng xa, các pháp thảy cùng động, đều nhờ ba hành thiền thành tựu đạo vô thượng. Chư Như Lai vị lai cũng sẽ giữ hành ấy, mọi chúng sinh xứ yên cùng đều thành đạo giác. Như ta nay thành Phật, pháp phương ba cõi này cũng do bao nẻo tuệ thành tựu đạo vô thượng. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ ấy, liền nói với các vị thiện nam thiện nữ: Trong vô số hàng xa kiếp về thời quá khứ, có Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Kiến Vô Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tông hiệu gồm đủ, cũng ở nơi xưa ấy thành Phật. Bây giờ có vị quốc vương tên là Cát Mãn, ở cõi đó cai trị, giáo hóa nhân dân chúng, đem lại sự thịnh vượng hết mực. Năm thứ lúa tóc luôn dồi dào, thành tựu đầy đủ bảy báu, đó là châu báu, xe báu, ngọc nữ báu, ngựa báu, voi báu, quan giữ kho tàng và coi quan khoa việc binh quý giá. Nhà vua lại có tới 1.000 người con, toàn là hạng nhiều tài năng dũng mãnh hơn người, sáu ngày gồm đủ. Lúc này đại vương Cát Mãn tuổi đã cao, vốn liền bỏ ngôi vua để theo Đức Như Lai kiến vô nhằm tịnh tu phạm hạnh, tức thì trao lại ngôi báu cho vị thái tử thứ nhất.
rồi đi đến chỗ Đức Phật kiến vô, dốc cầu tu tập phàm hạnh. Suốt trong 12 năm luôn gần gũi với Đức Phật để tu học ba pháp thiền ấy, hễ còn chưa thấu đạt diệu nghĩa của một cú. Sau khi Đức Như Lai kiến vô diệt độ trở đi, trong khoảng 20 đại kiếp không có Phật. Sau đấy mới có Phật xuất hiện thì nhà vua Cát Mãn lại tìm đến Đức Phật đó tu tập phàm hạnh. Như thế là trải qua 12 ức na thuật chư Phật. Đối với mỗi mỗi vị Phật, nhà vua cũng đều dốc tu phàm hạnh, lại theo các Đức Phật ấy cúng dường vô số chư Phật. Mãi về sau này mới gặp Đức Quang Minh Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ lúc được nhận nơi Đức Phật ấy ba pháp thiền tuệ cho tới hôm nay mới được thành tựu. Đức Phật bảo các vị trong chúng hội: Quốc vương Cát Mãn thời bấy giờ nào phải là một người nào xa lạ cho nên nghĩ như vậy, bởi vì quốc vương thời đó hiện tại chính là ta, Phật là Phật Thích Ca Văn Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó trở đi cho tới nay mới đạt được ba pháp thiền ấy, làm cái gốc cho sự tu tập tự thành đạt thành Phật an tọa nơi đạo tràng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền đọc bài tụng: Nhớ ta chứa công đức trải qua vô số Phật, gặp phải bao phiền não chưa thể tự xua diệt, khoảng ấy lại cúng dường hằng xa vô lượng Phật và con của nước thế, ba pháp ấy chưa đạt, sau gặp Đức Quang Minh mới được tuệ quý đó, luôn dốc tu hạnh tịnh mới ngộ ba pháp thiền, an nhiên dứt lo sợ, không sinh không có nhiễm, chúng tướng thêm trang nghiêm, nên hiệu nhân trung tôn, do ta tuệ bình đẳng chấp chẳng giới mọi tưởng chấp, hóa độ trời thế gian bậc tôn quý ba cõi. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, lúc ấy nơi tòa ngồi có hàng hàng trăm ức chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có nhiều chư thiên người đời theo chỗ nhớ nghĩ về đạo pháp của mình mà thấy đều thành tựu. Bây giờ có một vị đại Bồ Tát tên là Tịnh liền đến trước Đức Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, phàm bậc chuyển luân thánh vương cai trị bốn cõi thiên hạ đều có thể gồm đủ bảy thứ báu, sau đấy mới được gọi là chuyển luân thánh vương. Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác có bảy pháp ba la mật, sau đấy mới được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này con xin được hỏi Đức Như Lai, bảy pháp ấy là hữu hình hay vô hình? Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, hãy nên thận trọng, ta nay sẽ nêu bày những điểm then chốt để cho Bồ Tát rõ. Như chỗ thứ hỏi của Bồ Tát thì bảy pháp của Như Lai rõ ràng là không có hình tướng. Vì sao? Vì pháp ấy hết sức thâm diệu, chẳng thể cùng tận. Chỉ vì nhằm để giáo hóa chúng sinh nên hiện ra có sự cùng tận. Nhưng gốc của bảy pháp ấy là không có cùng tận. Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, bảy báu của bậc chuyển luân Thánh Vương là hữu hình hay vô hình? Đức Phật nói: Có hữu tình, có vô hình, cũng có vô tình, hữu hình. Thế nào là hữu tình, hữu hình? Như ngọc nữ báu, phải báu, ngựa báu, vị quan coi kho tàng báu, vị quan dự việc bên báu, đó là hữu tình, hữu hình. Thế nào là vô tình, hữu hình? Như xe báu cho ngọc báu, đó là vô tình, hữu hình. Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như bậc chuyển luân thánh vương an tọa nơi cõi trời, ý có chỗ suy nghĩ liền theo chỗ nghĩ nhớ ấy mà đến. Bây giờ thì các thứ báu hữu tình hữu hình biết được chỗ nhớ nghĩ của nhà vua liền đến, hay là hữu tình vô tình đều cùng đến cả? Đức Phật nói: Trường hợp ấy tuy hữu tình đã liền đến theo ý nghĩ nhớ của nhà vua, nhưng chẳng phải họ đã biết ý của vua mà đến. Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế thì các thứ báu hữu tình hữu hình ấy có khác gì với xe báu, châu ngọc báu? Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, ý ông nghĩ sao? Xe báu, châu ngọc báu cũng do sự nhớ nghĩ mà đến, nhưng hai thứ đó có âm vang của lời chỉ dạy chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, không có lời chỉ dạy. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, như thế thì chỉ đám báu hữu tình hữu hình do ý nghĩ nên liền đến,
không cần phải chọn lấy ngôi giáo sao. Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như bậc chuyển luân thánh vương tâm niệm liền đến, thì muốn sai khiến xe báu cho ngọc báu thì có dùng đến ngôn giáo được chăng? Đức Phật nói: Được. Vì sao? Vì bậc chuyển luân thánh vương uy lực đầy đủ có sẵn trong ngôn giáo. Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, bậc chuyển luân thánh vương chẳng phải là hoàn toàn thông đạt cảm ứng, làm sao khiến những loài vô tình qua các ngôn giáo? Đức Phật nói: Bậc chuyển luân thánh vương có được sự thông đạt về thế tục, có thể sai khiến các vật ở đời thích ứng theo chỗ nhớ nghĩ của mình, chỉ chưa có thể khiến các vật hữu tình trở nên vô tình. Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là khiến cho các vật có hữu tình trở nên vô tình? Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, nay sẽ vị Bồ Tát mà một mỗi phân biệt về các vật hữu tình khiến thành vô tình, các vật vô tình khiến thành hữu tình. Bồ Tát hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ, ta sẽ vì Bồ Tát mà nếu bày. Như chuyển luân thánh vương quan sát về chúng sinh hữu tình hữu hình, do yêu mến ham thích đối tượng ấy nên chưa thể xa lìa được. Muốn khiến chúng vĩnh viễn tồn tại chung cuộc không hề biến đổi, tôi nghĩ rằng bản thân mình đang ở ngôi vị thánh vương chỉ muốn trông thấy phước đức chứ không thấy sự hao mòn hủy diệt, đó gọi là các vật vô hình muốn sai khiến hữu tình. Còn như các hàng thiện nam thiện nữ đã thành tựu được nẻo đạo, luôn tự tư duy, ta này do đã lìa bỏ nên không trở lại nếu ái dục ham thích, chỉ muốn trừ diệt hình tướng ấy, không cho chúng có nhiễm nơi thức mình, đó gọi là hữu hình nhằm hủy diệt nơi tình. Đức Phật nói tiếp: Này vị tập thánh tử, chỉ bốn pháp giới, một pháp giới tăng thì các cõi khác hao tổn, các cõi đều tăng thì một cõi bị hao tổn. Đó là do hữu hình mà tăng chứ không do vô tình mà tăng. Bồ Tát Tịnh lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn nói, ta này sẽ nói về hữu tình đến vô tình, từ vô tình đến hữu tình. Là Đức Như Lai chỉ nói hữu tình đến vô tình, chưa được nghe Đức Như Lai nói với tới vô tình đến hữu tình. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Này vị tộc tánh tử, những điều mà Bồ Tát nó hỏi hiện nay đều thuộc lãnh vực uy thần của Phật. Ta này sẽ hỏi lại Bồ Tát, Bồ Tát sẽ mở mỗi trả lời đầy đủ. Này vị tộc tánh tử, ý ông nghĩ sao nếu có các hàng thiện nam thiện nữ bắt đầu nơi cõi học đã thành tựu được pháp tu học bảy túc quán vô lậu, vậy vào lúc này lại còn có tâm phàm phu với các nẻo quá khứ hiện tại bị lai chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, không còn có. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này vị tộc thánh tử, đó gọi là vô tình nơi hữu tình. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Tịnh rằng: Này vị tộc thánh tử, như hiện nay các bậc vô học tu tập chính con đường thanh tịnh, thế thì lúc này còn có bảy pháp quán vô lậu chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, không còn. Đức Phật lại nói: Này vị tập tánh tử, Bồ Tát không thấy chuyển đạt quán hư không tu tập 16 hành của bậc giác ngộ, vậy lúc này có còn bậc vô học tu tập chín đường thanh tịnh chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, chẳng còn. Đức Phật nói: Đúng như vậy. Này vị tập tánh tử, đó gọi là vô tình đối với hữu tình. Đức Phật lại hỏi: Này vị tập tánh tử, thế nào như hiện nay hàng Bồ Tát tám trụ có được hình tướng của Phật, đạt đủ 32 thánh đế, vậy lúc này còn có bậc tu chính con đường thanh tịnh chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, không còn. Đức Phật nói: Đúng như vậy, nên vị tập tánh tử đó gọi là vô tình nơi hữu tình. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Tịnh: Này vị tập tánh tử, Bồ Tát đã đạt địa chư thứ chín, vậy thì lúc này còn có 32 thánh đế chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, không còn. Đức Phật nói: Đúng như vậy. Này vị tập tánh tử, đó gọi là vô tình nơi hữu tình. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Tịnh: Này vị tập tánh tử, như hiện nay Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác sau lúc đã hàng phục 14 thứ phiền não có nhiễm, vậy thì lúc này có ba pháp thiền hành chăng?
Bồ Tát Tịnh thưa, kính bạch Thế Tôn, không còn. Đức Phật nói đúng như vậy là vì tập tánh tử. Nó gọi là vô tình, nơi hữu tình. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh. Nay ta đã bị Bồ Tát mà nói giảng về hữu tình, nơi vô tình và vô tình, nơi hữu tình. Thì nam thì nói như thế là liền có thể gồm đủ đại đạo giáo của Như Lai, đạt được quả vị Bồ Tát ở thế đạo tràng. Còn như ánh trăng sáng ngời trong đám tinh tú, tỏa rạng đến hết thảy mọi nơi, không gì là không được soi tỏ. Đại Bồ Tát có đủ được các pháp hữu tình nơi vô tình, vô tình nơi hữu tình thì sẽ đạt đầy đủ các hạnh thánh của Như Lai. Thân ánh màu vàng trồng, các đức lộng lộng, chẳng khác gì ngọn núi cao chứa đầy vàng, tinh rồng, mọi trí tuệ tự tại. Bây giờ Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, như hôm nay Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác có thể thể hiện các pháp hữu tình nó vô tình, vô tình nó hữu tình chăng? Lúc này Đức Thế Tôn nghe Bồ Tát Tịnh nếu hỏi về diệu nghĩa ấy, liền từ nơi các chi thể trên thân tướng phóng ra ánh hào quang tỏa sáng chiếu khắp vô lượng quốc độ của chư Phật. Đôi ánh hào quang ấy được thu giữ lại nơi thân tướng màu vàng trồng, bèn bảo Bồ Tát Tịnh rằng: lành thay là vị tập tánh tử. Nay Bồ Tát đã đem các pháp vô tướng để hỏi Như Lai về diệu nghĩa ấy. Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đã vượt qua địa thứ chín, vượt qua các pháp hữu tình nơi vô tình, đạt đến đạo quả Phật Đà nơi đạo tràng, đó gọi là vô tình nơi hữu tình. Vì sao? Vì đều do chúng sinh giới tưởng chấp. Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật, như Thế Tôn vừa nói, do chúng sinh giới tưởng chấp nên có pháp vô tình nơi hữu tình. Như Lai hôm nay chưa lìa bỏ chăng? Đức Phật nói, đã lìa bỏ, tuy ở đấy nhưng không bị cấu nhiễm. Bồ Tát Tịnh lại hỏi, kính bạch Thế Tôn, Như Lai vốn đã khác tình nên mới khiến vô tình nơi hữu tình. Vậy chỉ riêng có vô tình nơi hữu tình chăng? Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, Như Lai lại không phải là khác tình, là chỉ có vô tình nơi hữu tình. Do là chỉ nêu bày diệu nghĩa bậc nhất nên mới nói tới vô tình nơi hữu tình. Bồ Tát Tịnh lại hỏi, thế nào là ở nơi vô tình, thế nào là ở nơi hữu tình? Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, ta không có tâm của hàng A-la-hán bất chi Phật, nhưng có bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ hộ, đó gọi là vô tình nơi hữu tình. Bồ Tát Tịnh thưa, kính bạch Thế Tôn, Như Lai hôm nay nếu bày về vô tình nơi hữu tình, vẫn còn có vô tình nơi vô tình chăng? Đức Phật nói, có chứ. Bồ Tát Tịnh hỏi, kính bạch Thế Tôn, thế nào là có? Đức Phật nói, ta này tâm đã tịch diệt, hòa nhập với pháp vô vi, đó gọi là vô tình nơi vô tình. Bồ Tát Tịnh thưa, kính bạch Thế Tôn, vô vi cũng như hữu tình, vô tình cũng như hữu tình, thấy đều là giả danh cả. Sa Thế Tôn lại nói, ta này tâm đã tịch diệt, hòa nhập với pháp vô vi. Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng Bồ Tát vừa nêu, tất cả các pháp đều là giả hiệu. Đó cũng là ý nghĩa hữu tình nơi vô tình, vô tình nơi hữu tình. Bồ Tát Tịnh lại thưa với Đức Phật, như Thế Tôn vừa dạy, các pháp là vọng động, các pháp không an định, các pháp vô thường. Thế thì làm sao ở trong các pháp giả hiệu ấy để nêu được và vô tình nơi hữu tình, hữu tình nơi vô tình? Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, ta nay sẽ dùng diệu nghĩa bậc nhất để hỏi Bồ Tát. Bồ Tát sẽ lần lượt trả lời những điều ta hỏi. Bồ Tát hiện nay là hữu tình chăng, là vô tình chăng? Bồ Tát Tịnh thưa, kính bạch Thế Tôn, hữu tình. Đức Phật nói, thế thì tình của Bồ Tát đứng ở nơi nào? Thưa, đứng ở nơi vô tình. Đức Phật nói, Bồ Tát nay là hữu tình, làm sao lại đứng nơi vô tình? Thưa, lìa hữu tướng tới vô, nên đứng ở nơi vô tình. Đức Phật nói, vô tình đã là vô vi, vậy đứng ở chỗ nào? Thưa, đứng ở nơi không có chỗ đứng. Đức Phật nói, Bồ Tát nay dùng các pháp gì để đứng nơi không có chỗ đứng? Thưa, con nay chẳng thấy có hữu tình, chẳng thấy có vô tình, nên đã đứng ở chỗ không có chỗ đứng.
Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, Bồ Tát đã cho rằng tất cả các pháp đều là giả hiệu. Làm sao ở trong các pháp giả hiệu ấy lại nói hữu tình nó vô tình nói hữu tình? Như đã nói, các pháp là vọng động, các pháp là không an định, các pháp là vô thường. Tại sao Bồ Tát lại nói cũng chẳng hữu tình, cũng chẳng vô tình, nó bị đứng ở nơi không có chỗ đứng? Lúc này Bồ Tát tịnh im lặng không đáp. Đức Phật nói, này vì tập tánh tự, Bồ Tát đang nghĩ đến ý nghĩa gì mà đã im lặng không trả lời? Bồ Tát tịnh thưa, các bạch Thế Tôn, con đang quán về diệu nghĩa bậc nhất, trong ấy dứt hết mọi ngôn từ thuyết giảng, nên đã im lặng vậy. Đức Phật nói, đúng vậy, đúng vậy. Này vì tập tánh tự, tất cả các pháp thấy đều là giả hiệu, ở trong các pháp giả hiệu ấy chẳng phải là chân, chẳng phải có, do tâm bị cấu nhiễm nên chúng sinh không thấu đạt được. Mỗi người đều tự nêu bày, đây là Nê Hoàng, đây là sinh tử. Đứng ở diệu nghĩa bậc nhất với pháp quán thanh tịnh thì cũng không Nê Hoàng, cũng không sinh tử. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ. Hết thảy mọi pháp giới, gốc không, không chúng có. Quán sinh tử chẳng đạt, đó là pháp như chân. Đã qua khắp ba đời, dốc cầu đạo Bồ Tát, thoái chuyển như hàng xa. Có đạt được gốc không? Mười lực xót vì đời, thương xót muôn loài ấy, nên nêu pháp giả hiệu, khiến tìm đến đạo sáng. Giải thoát không gì sánh, mau chóng diện pháp âm. Vô lượng loài chúng sinh, nhuần thấm pháp cam lộ. Đạo lớn không hình tượng, chẳng hữu tình vô tình, do tâm bị có nhiễm, chẳng đạt gốc ba thiền. Như muốn tu tập gốc, bảy thanh tịnh dứt lậu, nêu rõ chính địa tịnh, đó là hướng của đạo. Bắt đầu hướng đạo tràng, gắn chặt 14 tâm, lạc đạo nên tâm diệt, sau đó thành đạo quả. 16 các thánh đế, các pháp ấn Bồ Tát, trao đạt tuệ cam lộ, nên hiểu là Như Lai. Gốc 32 pháp, tuệ thần thông Bồ Tát, tiêu trừ khổ ba đời, dần đến được Nê Hoàng, và muốn cầu Phật đạo trang nghiêm nơi cõi Phật, thì ven khắp mười phương tu thiền nên đạt được ba hành thiền dứt lậu, chư Phật tạng sâu xa. Vì chúng sinh lập thể nên giảng pháp giải thoát, hành hết không tạo hành, quả cũng không quả báo, đạo từ tuệ bình đẳng, tâm chuyên dứt niệm tà, bốn tinh Như Lai báu. Sáu thứ là bụi trần, bảy giác nẻo thanh tịnh, tám đường đủ nên thành thế gian, năm lối thông như chim phúc cõi mộng, mang gắn nơi đất liền, chẳng khỏi nạn sinh tử. Sáu thông đường đại thừa, vô hóa khắp hư không, rốt ráo không thoái chuyển, an định không gì hơn. Quán tuệ đạt thanh tịnh, chiếu khắp cõi tối tâm, không chấp cụm dứt nhiễm, nên hiệu là Thiên Tôn. Đạo sinh chẳng tự sinh, nhân duyên nên có đạo, pháp pháp chẳng tự biết, hư tịch là đạo chân. Gốc người nơi sinh tử, đôi giặc dẫn tự ngộ, tinh tấn không biến trễ, dần dần hợp giới thánh. Tâm ngọc trắng tự sáng, chẳng do ánh sáng ngoài, nhật nguyệt bị năm lớp, che ngăn khó tỏa sáng. Bản hạnh Phật thanh tịnh, tâm tuệ thông cấu bẩn, tự cứu lại cứu người, nẻo đến không trở ngại. Năng chức mọi mong cầu, xua trừ bao trói buộc, đem đạo pháp sáng chiếu, so tối tâm ngu si. Tánh Nê Hoàng thanh tịnh, chẳng thấy lối đi về, tâm diệu vượt nhãn giới, an nhiên chẳng biến đổi. Nhập pháp thiền định ý, cảm ứng khắp mười phương, thân thúc đạo lực hùng, tán bậc chẳng hề thiếu. Đại nguyện lớn được lập, lệ từ thấm muôn loại, luôn nhớ nhận khổ thay, điều ấy thật kỳ diệu. Người chẳng rõ vô thường, tâm đắm phân ba cõi, gió thổi lá rụng, đôi giặc theo muôn nẻo. Hư không chẳng cùng tận, cõi đạo cũng không bờ, đều âm vang lan khắp, hư tịch chẳng cội nguồn. Người gốc từ thai mẹ, hành nhiễm theo năm đường, thiện ác đuổi hình người, và bóng theo với thân. Như dốc diệt năm ấm, thân túc hoàng về không, chẳng lại nẻo sinh tử là cõi thật an lạc. Như đó các Phật tạng thâm diệu vượt mắt trần, vượt cả cõi ba đời, trong lại bờ tử sinh, gốc ngã vì ngu chấp, rơi vào vạt lửa chữ, nghe được lìa họa ấy.
vui dạo cõi thanh tịnh. Ta nay tuy khỏi khổ, tự lìa chẳng chúng chẳng lìa, riêng thiện chẳng thể lớn, cần gì chậm diệt độ, trở lại với cõi đời, trốn phiền não quyền hóa, rộng cứu độ muôn loài, vô số kiếp không chán, luôn độ như hàng xa, như mình không kẻ sánh. Chẳng quản bao nhỏ nhặt nếu bày rõ công đức, chẳng niệm kẻ độ dần, chưa độ kẻ chưa độ là xa, tâm thức luôn an nhiên, cứu cánh không trở ngại, sắc tướng thân ấy đủ, dung nạp thật vô song, các căn thể thuần thục, đem lại mọi vui hòa, căn tốt hành đầy đủ, dần già đạt giác ngộ, gặp gỡ kẻ ngu si, đấy mới thật là khó. Bồ Tát nhập định ý, chẳng giới tưởng có không, riêng bước dứt sợ hãi, đức lớn như núi cao, hành giả có năm pháp, tiến thoái pháp trung gian, chỉ lập thêm an định, tâm vẫn chẳng hề động, sáu độ thần tuệ lớn, thần túc đi đến không thông. Pháp giới, dứt ba niệm, nơi giáp chuyển pháp luân, gốc chứa thiện vô lượng, tự đạt bậc thánh từ, nẻo đạo dứt ba gốc, tâm gồm trong ngoài tịnh, tánh hạnh với từng ấy, pháp hành không hề khác, chỉ vì kẻ biện luận, phân biệt có sai khác, hành qua bao nhiêu kiếp, chưa từng giấy tưởng niệm. Đền tâm tỏa không cùng, hư không chẳng chút vướng, đất là gốc chí thành, năng nhận uế chẳng uế, tâm sáng nẻo dung nạp, chẳng thấy độ không độ, bậc thánh hành diệu kỳ, năng nhận mọi khổ ấy, ức kiếp tạo công đức, nên mới nên một pháp gốc, ba định không vô tướng, các pháp hành vô nguyện, mọi trí mười lục tuệ, vượt quá cõi vô minh, tuệ âm hưởng gốc tu, tám thanh thật tịnh diệu, nhận rõ hành năm ấm, dứt trừ mọi tham chấp, chìm đắm chốn sinh tử, chẳng mong được nẻo ra, ba gốc chẳng rời gốc, mới xuất nơi đạo chính, túc mạng thâm tự biết, pháp thân chẳng nghĩ bàn. Hủy hữu nên hơn hết, lập ấy chẳng thể hoại, hư không vô lượng cõi, chẳng phải một, hai, ba, hành theo gốc thể nguyện, tịnh tu đạo vi diệu, sinh tử pháp chìm đục, chốn ham vui kẻ ngu, tệ quán dứt đắm nhiễm, dứt sạch pháp mê muội, Bồ Tát luôn tịch diệt, tư duy vô lượng pháp, hiện tại chẳng diệt sinh, chẳng phải không hay có, túc mạng trí tự rõ, quán cội rễ sinh tử, như người qua sông biển, nước sâu sợ rét lạnh, thể lớn ba la mật, đường đi đất bằng phẳng, ngồi nằm nhập pháp diệu, luôn lìa nẻo nhiễm ô, đất nước gió lửa không, chỗ dựa của thần thức. Muốn cầu chốn thiền thẳm, chẳng rõ hướng thần thức, người cũng tin như thế, nhân duyên cùng hội họp, thức lìa bốn đại không, chẳng biết mọi nẻo hướng. Biển pháp không bến bờ, bụi trong ngoài đều nhận, bản tánh vốn thanh tịnh, chẳng hề phân ô nhiễm. Đạo lớn gốc không pháp, quán pháp trong ngoài tịnh, chẳng niệm cả ba đời, trí đời không kẻ vượt, thấu rõ hết tại âm, pháp hữu lượng vô lượng, số kiếp pháp mòn diệt, há có gì thường còn, năng dứt khổ muôn loài, lìa trọn bốn cõi ma. Tánh gốc chẳng tham khét, nên hợp pháp quán tịnh, an tọa gốc bồ đề, đầu đêm giữa cũng vậy, cùng dốc hết tâm ý, pháp định ý dứt loạn, bảy ngày tân chẳng lay, pháp ba đời cùng tỏ, diệt một không lại một, từ ấy mới giác ngộ, nay đã thành quả Phật, thương xót kẻ còn mê. Chuyện pháp luân vô thượng, tại nơi vườn lập giả, trước nêu bốn tuệ sáng, khổ tập tận đạo tuệ, vì kẻ chưa giác ngộ, ba lần tiết thành tựu, tất cả chúng vô lượng, và nghe pháp cam lồ, đều đạt tâm vô sinh, không còn nẻo sinh diệt. Tuy hiện nơi đời này, thần đến vô lượng cõi, thảy đều chuyển pháp luân, chốn chốn hiện biến hóa. Nơi này hiện làm Phật, 10 tháng với thai mẹ, bậc thánh dứt nhiễm cấu, năm dục lạc không đắm. Vì vậy dốc tấn tu, niệm lìa thức không có, hành thể tánh như nhiên, không hủy hoại pháp giới, quá khứ chẳng thể lường, vị lai cũng vô tận.
Hiện tại là biến đổi, thần tức là hiện có, tức là gốc sinh tử, lưu chuyển thật chẳng cùng, muốn đến bờ giải thoát. Ba thiền là bậc nhất, nguyện được pháp vô sắc, dùng vô hình trùm nhiễm, nơi vô tự an lạc, chẳng mong nơi ba cõi. Ta nhớ gốc thể vẫn, làm quả gốc muôn loài, nên lại theo người đời, chẳng thiếu tâm nguyện lớn. Bồ Tát hành ba gốc, tâm hơn kém tương hợp, ta nay mới tự đạt, luôn dốc mọi tinh tấn, nẻo biến hiện Như Lai, chẳng thể nào nghĩ lường. Hoặc ẩn nơi nâng cao, tĩnh lặng không ngôn thuyết, phân biệt rõ sáu phần, dứt hết tưởng nhân ngã. Pháp ngoài cũng như thế, thưởng thường chẳng tưởng thường. Ta từ mới phát tâm, hạnh lập chẳng vì mình, nay tuy đạt nẻo ngộ, đâu chẳng vì mọi người. Do dốc sức tu tập, sở nguyện gốc nặng nề, nên độ kẻ chưa độ, đó chính nguyện Như Lai. Cấp Phật mới phát nguyện, không niệm kiếp số khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỗ nào nó mất tiêu đó. Gốc Phật mới phát nguyện, không niệm kiếp số khó, tuy ở chốn bụi dục, khổ ấy cũng chẳng lâu, chánh pháp gốc một không, phẩm khác có ba hiệu. Đạo như nhật nguyệt tỏa, tâm chẳng phân thấp cao, một trí cùng một tuệ, theo gốc một nguyện thành, ta nay không rời một, nên hiệu đệ nhất tôn. Hai, quán từ một pháp, theo niệm vượt ba khổ. Gốc không cạnh giới khổ, pháp thân tự nhận rõ, Bồ Tát dùng quyền tuệ dạng người pháp giác tưởng. Bậc chân ý luôn tịnh, chẳng niệm giấy không giấy, thường đem tâm từ bi, không trách lỗi chúng sinh. Do vậy tự trang nghiêm, diệu nghĩa pháp gồm đủ, gốc đạo vốn vô ngã, phát từ miệng mọi loại, chẳng thể vì chúng sinh nêu bày gốc vô ngã. Nay nên thuyết có hành, dần khiến nhập nẻo đạo, khiến rõ tưởng vô thường, lâu sẽ tự giác ngộ. Tại đời tu hạnh thánh, trọn chẳng mất nghĩa gốc, do chẳng dùng văn tự, hiện rõ nơi người đời. Theo chư Phật tòa giáo, pháp định ý tự tại. Trong loài người, long thần, đạt bốn vô sở ý, Như Lai riêng nẻo giác, và mỗi chẳng nghĩ bàn, không dựa, không chối nhiễm, nên hiệu nhân trung tôn, kẻ phàm dốc học hỏi, đều đạt được vô tưởng, chẳng bằng một cú nghĩa, cùng chẳng càng chẳng cùng chốn sinh tử. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ trên, liền bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị tập thánh tử, ý ông nghĩ sao? Đã lãnh hội thấu đáo về ý nghĩa của hữu tình vô tình chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, thật chẳng gì có thể sánh được. Nếu có các vị thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng pháp hữu tình nơi vô tình, vô tình nơi hữu tình, thì liền có thể đạt được đầy đủ các pháp. Vì sao? Vì hết thảy chư Phật Thế Tôn cùng các vị hiền thánh đều từ việc tu tập chứng đạt diệu nghĩa ấy mà được thành Phật. Từ hôm nay trở về sau này, chúng con, các hàng thiện nam thiện nữ, đều nên dốc lòng ủng hộ các vị thiện nam thiện nữ ấy đã thọ trì đọc tụng pháp hữu tình nơi vô tình nơi hữu tình. Vì sao? Vì như con đã lãnh hội nơi Đức Như Lai nêu giảng, thì hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều do từ việc tu tập chứng đắc diệu nghĩa đó mà thành tựu đạo quả Phật Đà. Chúng con cũng dốc tu tập để đạt được diệu nghĩa của pháp ấy. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Vô Quán liền từ chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên hữu, đến trước Đức Phật quỳ mọp, chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng con tám người ở trong hiền kiếp này sẽ xin dốc lòng ủng hộ các hàng thiện nam thiện nữ kia đã thọ trì đọc tụng cố nghĩa thâm diệu ấy, nên sẽ đạt được 10 thứ công đức phước báo. Những gì là 10? 1. Đạt được pháp vô hình tướng. 2. Hội nhập vào pháp tạng sâu xa. 3. Đạt được biện tài bậc nhất. 4. Được vô lượng pháp. 5. Đạt được trí tuệ mẫn tiệp nhanh nhạy. 6. Không hề rời tâm với thể nguyện lớn lao.
Bày đặt được các pháp định ý tự tại. 8. Biết được những điều ngược với tâm niệm của chúng sinh. 9. Tâm vô sinh luôn được đứng vững. 10. Hành luôn hợp với gốc tự nhiên. Nếu các vị thiện nam thiện nữ giúp tâm thọ trì đọc tụng cú nghĩa tâm diệu ấy thì liền có thể được 10 tấc công đức như trên, như khiến cho các vị thiện nam thiện nữ khắp nơi các quốc độ trong tam thiên đại thiên thế giới thế đều thành tựu được đạo quả Bồ Tát, thì công đức ấy không bằng các hàng thiện nam thiện nữ kia đã thọ trì đọc tụng một cú nghĩa đó. Vì sao? Vì các thứ công đức thiện đều từ cú nghĩa tâm diệu kia sinh ra. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tàu Tánh Tử, ý ông nghĩ sao? Như khiến cho chúng sinh ở các quốc độ trong tam thiên đại thiên thế giới thế đều là Tích Đề Hoằng Nhân, thế thì phước đức ấy nên xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kinh bạch Thế Tôn, công đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không như các hàng thiện nam thiện nữ đứng vững trong niềm tin giúp tu tập gốc ba pháp thiền, công đức phước báo ấy càng hết sức nhiều hơn nữa. Đức Phật nói: Này vị Tộc Tánh Tử, như có thể khiến cho mọi chúng sinh nơi các quốc độ trong tam thiên đại thiên thế giới đều là bậc phạm thiên, mỗi mỗi vị phạm thiên đều có thần đức vô lượng, vậy thì công đức phước báo ấy nên xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kinh bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không như hàng đại Bồ Tát trụ địa thứ nhất giúp tu tập ba pháp thiền hạnh, thì công đức phước báo này là không thể lường tính, không thể ví dùng ví dụ để so sánh diễn tả. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tộc Tánh Tử, như có thể khiến cho các hàng thiện nam thiện nữ đã ở nơi địa thứ nhất thảy đều đạt được quả vị Bồ Tát để khóc trong tam thiên đại thiên thế giới, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không như hàng đại Bồ Tát trụ địa thứ hai dốc sức tu tập ba pháp thiền hành, thì công đức phước báo này là chẳng thể lường tính được. Vì sao? Vì sự thực hiện ba pháp thiền hành của hàng Bồ Tát trụ địa thứ hai chẳng phải là chỗ của hàng trụ địa thứ nhất có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tộc Tánh Tử, như có thể khiến cho hàng Bồ Tát trụ địa thứ hai thấy đều thành tựu đạo quả số lượng ấy đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, thế thì công đức phước báo đó có thể xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước báo công đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không như hàng đại Bồ Tát ở địa thứ ba giúp tu tập ba pháp thiền hành, thì phước báo công đức ấy thật chẳng thể lường tính. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát trụ địa thứ ba chẳng phải là hàng trụ địa thứ hai có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tộc Tánh Tử, như có thể khiến cho hàng đại Bồ Tát trụ địa thứ ba có được đầy đủ ba pháp thiền và số lượng ấy đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, thế thì công đức phước báo đó có thể xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo đó là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không như hàng đại Bồ Tát ở địa thứ tư dốc sức tu tập ba pháp thiền hành, công đức phước báo này là chẳng thể lường tính nếu bày hết được. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát trụ địa thứ tư thực hiện ba pháp thiền chẳng phải là hàng Bồ Tát trụ địa thứ ba thực hiện ba pháp thiền có thể so sánh được. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tộc Tánh Tử, như có thể làm cho các hàng Bồ Tát trụ địa thứ tư có được đầy đủ ba pháp thiền, số lượng ấy đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, thế thì công đức phước báo đó xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật lại nói: Nhưng không như hàng đại Bồ Tát đạt địa thứ năm dốc sức tu tập ba pháp thiền hành, công đức phước báo này là chẳng thể lường tính đâu bạn. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát trụ địa thứ năm thực hiện ba pháp thiền vượt hơn hẳn đối với Bồ Tát trụ địa thứ tư thực hành pháp ấy. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh: Này vị Tộc Thánh Tử, như có thể khiến cho hàng đại Bồ Tát trụ địa thứ năm có được đầy đủ ba pháp thiền, số lượng ấy đầy khắp cả trong tam thiên đại thiên thế giới, thế thì công đức phước báo đó có được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh thưa: Kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là vô cùng nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng hàng đại Bồ Tát ở địa thứ sáu dốc tu tập ba pháp thiền hành, công đức phước báo này là chẳng thể nói bày lường tính được.
Vì sao? Dạng Bồ Tát trụ địa thứ sáu thực hiện ba pháp thiền chẳng phải là hàng trụ địa thứ năm có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh là vị tập thánh tử như có thể khiến cho hàng Bồ Tát trụ địa thứ sáu có được đầy đủ ba pháp thiền, số lượng ấy đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Vậy thì công đức pháp bảo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh thưa kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo đó là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng hạng Bồ Tát ở địa thứ bảy giúp tu tập ba pháp thiền hạnh. Công đức phước báo này là không thể nói bày lường tính được. Vì sao? Vì hạng Bồ Tát trụ địa thứ bảy thực hiện ba pháp thiền chẳng phải là hạng trụ địa thứ sáu thực hiện ba pháp ấy có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh là vị tập tánh tử như có thể khiến cho hạng Bồ Tát trụ địa thứ bảy có được đầy đủ ba pháp thiền, số lượng ấy đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh thưa kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng hàng đại Bồ Tát đạt địa thứ 8 dốc sức tu tập ba pháp thiền hành thì công đức phước báo này thật không thể nêu bày lường tính được. Vì sao? Vì hàng Bồ Tát trụ địa thứ 8 thực hành ba pháp thiền chẳng phải là hàng trụ địa thứ 7 thực hành ba pháp ấy có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh này vị tập tánh tử Bồ Tát đạt địa thứ 9 có được đầy đủ ba pháp thiền có thể khiến cho số lượng ấy đầy khắp cả trong tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì phước đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh thưa các bậc Thế Tôn, công đức phước báo ấy là vô cùng nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng hạng Bồ Tát đạt địa thứ 10 dốc sức tu tập ba pháp thiền hành, công đức phước báo này thật không thể nêu bày tính kể được. Vì sao? Vì hạng Bồ Tát đạt địa thứ 10 thực hiện ba pháp thiền chẳng phải là hạng trụ địa thứ 9 thực hành pháp ấy có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh là vị tập tánh tử đại Bồ Tát đạt địa thứ 10 thực hiện đầy đủ ba pháp thiền có thể khiến cho số lượng ấy đầy đủ khắp cả trong tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì công đức phước báo đó được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh thưa kính bạch Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng hàng đại Bồ Tát nhất sinh bổ xứ dốc sức tu tập ba pháp thiền. Vì sao? Vì hàng đại Bồ Tát nhất sinh bổ xứ thực hiện ba pháp thiền chẳng phải là hàng Bồ Tát trụ địa thứ 10 thực hiện ba pháp ấy có thể đạt được. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh này vị tập tánh tử như các bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ dốc tu tập ba pháp thiền hành có thể khiến cho số lượng ấy đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh thưa các bậc Thế Tôn, công đức phước báo ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, như không bằng Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ trong khoảng chốc lát nhớ nghĩ tu tập ba pháp thiền đạt được công đức, phải nói là không thể nào nêu bày lường tính được. Tất cả chư Phật Thế Tôn đều từ sự tu tập ba pháp thiền ấy mà có được đầy đủ hết thảy các pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: ba thiền mẹ các pháp, sinh ra tất cả pháp, cứu độ khổ chúng sinh, nên gọi nhân trung tôn. Bồ Tát với mười địa, nẻo thiền đạt chẳng đồng, tuệ gốc không phân chia, tâm dừng là bậc nhất. Hiện tại 16 pháp, trong ấy tự an vui, chẳng giữa gốc ba độc, nên hợp với 10 cú nghĩa. Vượt hơn vô lượng cõi, chẳng mất hành quán gốc, độ thoát cho muôn loài, đó là ba thiền hành. Các pháp như mộng huyễn, chẳng có cũng chẳng không, hóa tận tất cả loài, đó là ba thiền hạnh. Tuy chưa đạt thập địa, thực hiện mọi Phật sự, cùng hiện biến đủ loại, đó là ba thiền hạnh. 12 pháp hơn hết, diễn rõ gốc hành không, nhận nhập mọi cội rễ, đó là ba thiền hạnh. Sinh tử thật khó lường, ba đường ấy chẳng ngần, thần thức chuyên tự nhiên, đó là ba thiền hạnh. Người đã rõ vô thường, chẳng đắm vinh thế tục, bậc chân dứt bỉ tử, đó là ba thiền hành. Hữu tình chẳng hữu tình, vô tình cũng lại thế, nếu đạo vượt ba cõi, đó là ba thiền hành. Sinh tử gốc không mới, nhân duyên có các pháp, lớp lớp chẳng cùng biết, đó là ba thiền hành. Từ bi nuôi dưỡng khắp, chẳng tưởng chấp gốc thân, pháp tánh không cao thấp, đó là ba thiền hành. Nẻo hành gốc Bồ Tát, chỉ không vô tướng nguyện, đạt đến cửa Nế Hoàn, đó là ba thiền hạnh. Đạo từ bốn tâm lớn, thứ
Tòa nguyện rộng chẳng lay, mười tòa vượt mọi đường, đó là ba thiền hạnh, đủ thí ba la mật, cứu vớt kẻ thấp hèn, niệm ấy theo chốn đủ, đó là ba thiền hạnh, giới giới không chúc phạm, như giữ bình an lành. Niệm niệm chẳng tưởng tạp, đó là ba thiền hạnh, nhẫn nhục gốc mọi hạnh, gặp nghịch tâm không thay, tưởng lặng như hư không, đó là ba thiền hạnh. Vô số kiếp tinh tấn, trọn chẳng hề biến trễ, dạy dỗ muôn chúng sinh, đó là ba thiền hạnh, chánh thọ ba pháp thiện, dốc một niệm không chuyển, cảm ứng khắp mười phương, đó là ba thiền hạnh, trí tuệ như biển rộng, bình đẳng không hai nẻo, số trừ mọi vọng tưởng, đó là ba thiền hạnh, phương tiện với pháp không, biểu hiện thật khó lượng, chẳng chấp nẻo sang hèn, đó là ba thiền hạnh. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, thì liền có hàng trăm ngàn ức chúng sinh tại đạo phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, một tu tập đạt ba pháp thiền hạnh. Phẩm 19 Hành Hóa Thuận Hợp Phần 1. Bây giờ các bộ chúng Thiên Long Quỷ Thần Atulan Kalula Chân Đà La Mơ Hô Lạc Nhân Phiên Dân, cùng với các vị Đại Bồ Tát, bốn chúng đệ tử là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưng Bồ Tát, Ưng Bà Chi, mỗi nhóm đều tự suy nghĩ, chúng con muốn được xem thần trí của Như Lai với sự biến hóa không lường, chuyển hóa đến các thế giới, rồi trở về chốn cũ mà không một ai hay biết. Lúc này có vị Phạm Thiên tên là Tôn Phục Tôn, đã từ cõi Phật ở phương khác đến, đã thực hiện ba pháp thiền, không chút lo sợ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính đọc bài tụng. Thiên Tôn đặt ba trí, quán rõ gốc ba đời, dứt lầm xu hồ nghi, nhằm hiện rõ thần trí. Tánh tự nhiên như thế, hành luôn vượt ba cõi, Bồ Tát tuệ anh lạc, thâu tóm hành nẻo nào. Cây đạo gốc các pháp, tâm vô sinh bậc nhất, tự ngộ chẳng thầy truyền, là theo nẻo nào đạt. Dược hẳn cõi thấp kém, chất mộ đạo Bồ Tát, nếu giảng bốn pháp lớn, phàm hạnh gốc thanh tịnh, trời người giới muôn loài, mỗi mỗi niệm chẳng đồng. Dứt tưởng khiến không khởi, cho đâu mà thành tựu, pháp giới vốn từ không, tuệ nhận có từng ấy, một hành được làm Phật, là do đâu mà đủ, sinh tử 12 biển, mãi lưu chuyển chẳng ngừng, tuệ Phật vượt cõi bờ, tìm đến nhằm hóa độ, gốc đạo từ một hướng, diệt dứt không chúng sinh. Quán thân ngoài phiền não, pháp trong cũng như thế, xa cõi này tìm đến, dốc lòng lãnh hội pháp, kinh mong mỗi mỗi nêu, khiến mãi dứt trần công. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị Phạm Thiên Tôn Phục Tôn, lành thay, này vị tộc thánh tử, tôn vị đã ở trước Như Lai, nêu lên những điều tham vấn nhiều ý nghĩa, nên ta sẽ dùng kệ để mỗi mỗi phân biệt rõ. Gốc từ vô số đời, gần gũi thiện tri thức, chẳng thấy gốc ngọn không, đó là theo hành đạt, tôn duy vô lượng pháp, nhận rõ ngọn gốc không, quả đạo không có nhiễm, đó là theo hành đạt. Chốn niệm chẳng vướng tà, chẳng lìa gốc chánh pháp, nhất tướng gốc vốn tịnh, đó là theo hành đạt. Mười lực phương đại thiên, độ trọn bờ kia đây, tu tập gốc pháp không, tiêu diệt khổ năm ấm, tỏa sáng chiếu khắp chốn, suốt cõi không vô tận, khéo hóa theo gốc dạy, đó là theo hành đạt. Tánh không luôn an nhiên, vô nguyện tướng cũng vậy, ba định ấy là bạn, đó là theo hành đạt, đương vào lúc nhập định. Các pháp không chốn có, liền bỏ thân cấu nhiễm, đó là theo hành đạt, pháp chư Phật chẳng khác, phân biệt theo từng người, hành quá khứ đã diệt, đâu lại có mầm gốc, chốn tu tập người trí, giữ tinh là pháp quyền, tự dứt tưởng tôi ta, đó là theo hành đạt, từ xa xưa đến nay, chúng sinh cho đám nhiễm, sinh tử chẳng tự rõ, đã biết pháp dứt tưởng, chỉ nhờ bậc đại thánh nhận rõ theo từng loại, dùng nẻo chánh dẫn dắt, đó là theo hành đạt, bao kiếp cũng chẳng có, khiến như trong chốc lát, người si lầm khó ngộ, tạo thiện lại càng khó. Thọ lấy thân tiếp nối, trải qua vạn ức triệu, thương dừng dứt tưởng niệm, chẳng độ trọn chẳng rời, gốc hành cho tự nhiên, nhanh chậm tùy theo loại, nay nhờ hào quang lớn, đó là theo hành đạt. Ta gốc tự tạo thành,
nay nhận phước báo ấy. Hành hết dứt ba cõi, liền đứng không chỗ dựa. Mọi tưởng thường, tưởng người, chẳng phải giáo luật thánh. Năng lìa tưởng kia đây, đó là theo hành đạt. Rõ thân có vốn không, huống có niệm thần thức. Những chúng sinh mê lầm, mới chẳng thể lìa bỏ. Đạo nhẫn có năm hành, niệm đầu giữ cũng thế. Quán bất tịnh tư duy, đó là theo hành đạt. Thân tịnh không có nhiễm, trọn chẳng tạo nghiệp tà. Sở dĩ miệng chân thật, do gốc không khinh chối. Đạo thấm nhuần khắp chốn, nên liền được tế độ. Do từ trước nghiệp xấu, hai oán đạo chẳng tìm. Thể lớn luôn bình đẳng, chẳng khởi niệm tốt xấu. Hành luôn trước kia đây, đó là theo hành đạt. Người biết vượt khó ấy, tự giữ không niệm khác. Tự độ lại độ người, đó là theo hành đạt. Như người xem năm sắc, tự khỏi thức tưởng chấp. Thông ấm do từ đây, chẳng lìa tai họa lớn. Thức pháp chẳng thể thấy, duyên sinh từng ấy niệm, một sinh lại một diệt. Muốn thoát thật là khó, tòa đạo gồm năm tướng. Nhận rõ pháp thành hoại, hành hết mọi nẻo dứt. Lúc thực hiện có trọn, thọ hình hài không ngớt. Thân nối thân mòn diệt, phàm muốn chặt cây kia. Dứt dục, dỡ bỏ rễ, biết rễ vốn chằng chịt. Nẻo đến không trở ngại, lực sĩ các đạo tiên. Ai tìm được nẻo gốc, chỉ có tam giới tôn năng thu giữ dứt dục, đốt sáng lửa trí tuệ, chẳng còn chốn tối tâm. Vô minh họa mọi hành, che nhận mọi gốc lành. Nước tám giải thoát rửa, dứt sạch mọi trần cấu. Sinh tử chùm chất khổ, đời này tiếp đời sau. Ôi thôi khổ nào ấy, chẳng thánh ai cứu được. Chư thiên thọ phước báo, tứ phạm cũng như vậy. Hành cho quả thanh tịnh, đức vì người tôn quý. Nhớ nghĩ chuyện xưa nay, ba nẻo ác không gốc. Gốc tạo nay tự nhận, có sao lại hồ nghi. Như muốn chư Thế Tôn, chẳng hiểu đạo giáo sáng. Nên chỗ đến Như Lai, nêu bày rõ mọi lỗi. Ta cũng thương tưởng Ngài, thọ sinh chẳng đạt gốc. Nhận chúng sinh như vậy, chẳng nhận ngôn giáo thánh. Vô lượng Phật quá khứ, do Ngài chẳng thấy nghe. Hằng xa Phật vị lai, lẽ đâu được cứu độ. Tâm người hốt nhiên tỉnh, chẳng đợi số kiếp dài. Một nghe liền thành Phật, khỏi trải các pháp giới. Nhớ, chỉ nhớ nghĩ bè nhóm, chẳng ân cần nơi đạo. Do vậy tự đọa lạc, mãi chìm trong năm nẻo. Như chim bay cõi không, cánh xòe nên phúc mạnh. Người chẳng chỉ quán định, nhờ đâu đạt tuệ không. Sinh tử không cùng hạn, lực đạo vượt trăm đường. Dùng vô hình thu nhiễm, tự dốc thành đạo quả. Đâm ấm gốc không hình, do tạo tác vướng sắc. Đức hơn chưa thất phạm, nên thuyết pháp vô tướng. Hành giả quán sắc ngoài, tức trong cùng phân biệt. Sắc ấy chẳng ta tạo, tâm ta tự gây nhiễm. Gốc sắc chẳng gốc ngã. Tánh sắc trọn có không, rõ ngã thức cũng thế. Gốc từ chỗ nào sinh, tự giác ngộ như vậy. Sắc ngoài vốn không tịch, tức trong cũng chẳng khác, như nhiên gốc chẳng sinh. Người niệm không vô thường, tự quán thân gốc pháp, thế nên mới đạt được an trụ bờ giải thoát. Thọ gốc thân năm ấm, muốn thoát chưa thể lìa, chịu thai mối lo lớn, chưa rời nào ít gì. Năm phần pháp thân đủ, giới định tuệ rõ thành, đem hương đạo đức xong, xua sạch mọi câu uế. Người dốc tu tuệ sáng, ức kiếp không biến lười, mọi đức hạnh gồm đủ, nên hiệu vô đẳng luân. Ý chuyện theo tập tục, chốn quý chẳng hề kêu, nẻo hành theo cao thấp, khi đứng vẫn chốn yên. Hoặc vào ba đường khổ, nếu rõ trí phương tiện, ngoài như chịu thái độ khổ, tâm không chút cấu nhiễm. Ta xưa vô số đời, tu tập đạo Bồ Tát, do đạt trọn tinh nhẫn, hành vượt hai trụ địa. Bấy giờ chưa Phật hợp, từ khắp mười phương lại, vì một kẻ thấp hèn. Đọc lại, vì một kẻ thấp kém, muốn khiến được cứu độ, chứ Phật thảy đưa tay, nhằm ngăn ngừa tội lỗi, sức tội khó thể che, xuôi tay, đọa địa ngục, chứ Phật liền sau đấy, là đến cõi địa ngục, muốn cứu kẻ tội đó.
khiến lìa mọi khổ não. Như lai lực thần trí, thân phóng hào quang lớn, chiếu khắp chốn địa ngục, tỏa sáng cùng một sắc. Tội nhân thấy ánh sáng, tưởng thân thể không còn, thể đều nhờ ánh sáng, được lìa mạng ngục tối. Chỉ một chúng sinh ấy, chư Phật chẳng thể cứu, kẻ phạm tội ngỗ nghịch nên chịu khổ đạo ấy. Ta từ đó về sau, luôn tinh tấn chẳng trễ, không lấy khổ sinh tử, khiến tâm phải hối đổi. Nay đã được thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn, hủy diệt thân làm ấm, mọi đức thảy hoàn hảo, nhận tội không chung cuộc, chẳng rõ cội nguồn lành, hành dứt các đức vượt, nên hợp tánh hư không. Sợ nay cũng sẽ có, kẻ chịu tội khó cứu, chẳng thần lực hiện bày, dễ vẫn khiến chẳng đến, tánh không luôn thanh tịnh, hành khắp nên gồm đủ, thần túc pháp năm thông, chưa thể lìa khổ ấy, năm ấm đều có tánh, chốn tạo chẳng một loài. Trí nhận pháp vượt bờ, hành đủ nên thành tựu, đạo sinh gốc các pháp, chẳng có pháp lớn dần, chỉ lập như vầng sáng, trọn chẳng thể hủy hoại. Ví như có kẻ sĩ, nơi không bày bờ ngăn, do đây, đấy do nhầm mong đợi, mong được, muốn khỏi tội rất khó. Bãi báu các cung thất, voi ngựa nước ngai vàng, thể đều như huyễn hóa, tạm có chẳng thường còn. Ngôi chuyển luân thánh phương, thống lãnh bốn thiên hạ, cũng là pháp môn diệt, vô thường không bền chắc. Như người tu hành ấy, nhờ đó cội nguồn sắc, thấu tỏ gấp như thế, đó là thành sắc ấm. Thân thọ đến trăm tám, pháp trong ngoài trung gian, rõ thọ nẻo sinh ra, đó hợp pháp thọ ấm. Tưởng như bầy ngựa hoang, hoài cõi không chốn có, ngăn chặn chặn giấy tưởng, đó là hợp tưởng ấm. Ba hành nên ba pháp, diệt ba mới hợp ba, chặt tận gốc ba độc, chẳng diễm khổ ba cõi, năm pháp đã thành đủ, chẳng thọ thức không thức. Không mong ngoài sáu trần, đó gọi là thức ấm. Giữa bốn nẻo phương tiện, nương bốn tuệ vô ý, vượt bốn đường quả chứng, nên hợp bốn pháp chính. Biển sinh tử không trốn, rộng lớn chẳng bến bờ, đường sáu nẻo thần túc, nên du hóa sâu cạn. Thường xót kẻ mê lầm, tham đắm chẳng xa lìa, thân mạng như loài chuối, có bẹ không có ruột. Ta nay gốc bồ đề, trang niêm nghiêm các đạo phẩm, công lao vượt vạn ức, bậc thế hùng tối tôn. Nay bậc vô đẳng luân, hiện thân đời năm dục, chẳng hề nhiễm trần cấu, như hoa sen tinh khiết, nên giữ lấy tâm mình, không bị phiền não hoặc. Trong dùm tám nẻo giác, pháp anh lạc, thân tâm, ngoài hiện các tướng tốt, trang nghiêm mọi quốc độ, tỏa sáng tu hai quán, tướng tốt tự điểm tô, gốc tư bốn đại hợp, thành bài không trốn có, điểm trước khác điểm sau, phiền não cứ chồng chất. Tâm thí nơi tất cả, cao thấp không trốn nghịch, trong đủ pháp vượt bờ, không dựa chẳng nơi chốn, luôn nhất tâm giữ giới, quan sát chẳng chút phạm, giữ gìn mọi đạo đức, chẳng thiếu hành tánh giới. Ba địa có mười pháp, vô hình chẳng thể thấy, phương tiện vào sinh tử, thể hiện nẻo đường đời. Đời sống nhiều khổ sở, lo sợ bao đổi thay, thánh nhân năng qua lại, chẳng xem đấy là nguy. Đạo lớn gốc vô hình, chẳng có không tuệ ấy, pháp ba la mật tiếp, nhằm tự trang nghiêm thân. Mắt xem khắp trên dưới, trong xa không có chốn. Tịnh tu pháp vượt bờ, được báo vô ngại ấy. Bàn chân mình bằng thẳng, vẫn tu nơi tòa báu, nơi đạt báo vô cấu, đủ nẻo tu vượt bờ. Gót dẫm dưới vàng nặng, cũng chẳng nhận bụi nước, dáng đi như gió xoay, toàn thân luôn tự tại, hoa tâm chẳng vướng bụi, trong vui sắc ngoài bày. Đều do báo nhẫn nhục, nên gọi ba la mật. Tâm bền như kim cang, diễn khắp nẻo đạo pháp, thấu tỏ vô lượng đời, đầy đủ pháp vô ngại. Miệng nêu tám thứ âm, thấy bày mọi ngôn giáo, chân thật chẳng nhiễm trần, đó là pháp dứt kiêu. Đạo từ ba quán tưởng, nên đạt tuệ bình đẳng, tâm chẳng vướng thị phi, pháp vô sinh ứng hợp.
Mới phát tâm rộng lớn, chẳng nhầm một ít người, đạo giác ngộ thành tựu, đó gọi đủ pháp không. Thân túc đến cõi Phật, thân tâm không ngăn ngại, giác ý không dời đổi, thần túc ba la mật, gốc do sắc đắm nhị hữu, rõ sắc vốn vô thường, nay thọ nhận sắc ấy, tướng tốt ba la mật. Pháp thống có trong ngoài, chẳng khổ chẳng an lạc, dứt trừ pháp trong ngoài, hành không ba la mật. Năm căn có năm pháp, đều do 18 nẻo, phân biệt dứt trừ năm, báo không ba la mật, giữ gìn thân khẩu ý, thu giữ không phóng dật, âm trong hào quang tỏa, 8 đường ba la mật. Ba quán tọa chẳng dựa, cũng chẳng giới sanh diệt, ghé dứt chẳng giới lại, vô ngôn ba la mật, thanh tịnh như hoa sen, rào nghe dứt mọi nhiễm, thường giáo hóa chúng sinh, giáo tịnh ba la mật, bình đẳng không hai tướng, tâm chẳng hề thiên vị. Như nhật chiếu hư không, quán tuệ ba la mật, trí nhân từ vô lượng, vô sinh chẳng thể nhìn, tâm thấy tuệ không bờ, trí đạo ba la mật, xem tam thiên thế giới, sinh diệt không chốn có, khéo giác ngộ tất cả, vô tượng ba la mật, rõ sinh gốc không chủ, các pháp từ duyên sinh, nẻo hữu vô thành tựu, bình đẳng ba la mật, pháp tổng trì không ngại, thành tựu tuệ giải thoát, nhận rõ tưởng vô ngã, không tịnh ba la mật, sinh tử có năm kẹt, năm nạn, nắm nhiễm bụi thế gian, du hóa vô lượng cõi, phương tiện ba la mật, đã cởi trói sinh tử, an vui trong giải thoát, thanh tịnh dứt tưởng loạn, quả báo ba la mật. Tại đời hiện khổ hạnh, tâm bệnh như kim cang, đã vượt khỏi ba cõi, an nhiên ba la mật. Hoặc nơi cõi hư không, pháp niệm không vọng tưởng, như hư không bao la, vô hình ba la mật, vui thay đạo vô sinh, hàng dứt sạch phiền não, chẳng còn thấy đến đi, hành không ba la mật. Thân túc có bốn pháp, luôn du hóa mười phương, thân tâm đủ tĩnh lặng, tuệ sáng ba la mật, từ gốc tâm bình đẳng, ý giác không chỗ nhiễm, tâm vượt vô lượng cõi, phía diệu ba la mật. Quán tỏ sinh đời khổ, nhất tướng không trốn giấy, tâm đạo chẳng hề chuyển, kim cang ba la mật, do học tu phạm hạnh, thầy vượt hết chính bậc, hành dứt chẳng dấu vết, anh lạc ba la mật. Ba quán tuệ theo đạo, dần đó hành định ý, tâm tự dứt chẳng cháy, vô lượng ba la mật. Tế độ bốn nẻo ác, vượt bậc chẳng thọ chứng, vô minh tự nhiên diệt, bình đẳng ba la mật, chánh pháp thật vi diệu, tinh tấn chẳng thể hơn, bình đẳng không hai pháp, các hạnh ba la mật, tự sinh nhiều ngăn ngại, nào thấy đúc trí tuệ, đạo lực được nêu thông, chứa hạnh ba la mật. Thành tựu chính pháp thiền, chẳng nhiễm trí thế tục, mỗi mũi nhận rõ tưởng, dạy giới ba la mật, do tự pháp hiển thị, thương xót hết mọi loài, chẳng thái độ không độ, ý tình ba la mật. Du hóa đến muôn cõi, vâng theo bậc thánh hiền, thọ giáo luôn giữ gìn, tổng trì ba la mật. Là năng hiện biến hóa, cảm ứng khắp cõi Phật, cũng chẳng hề kiêu mạn ý diệt ba la mật. Theo niệm đời quá khứ, giúp tu đạo Bồ Tát, không đắm thêm các lậu, hành quạt ba la mật, tu sửa các cõi Phật, thanh tịnh không chút cấu, độ thất vô lượng người, pháp giới ba la mật. Càng chúng sinh không lường, thể tánh luôn thanh tịnh, trong ngoài chẳng ô nhiễm, tỏ pháp ba la mật, rõ sinh tham chẳng đủ, quyền hiện nẻo có không, không giấy mọi niệm tưởng, tối thượng ba la mật, pháp của thân lắm loại, cũng chẳng sinh trần cấu, trang nghiêm thân tướng thể, công đức ba la mật. Từ vô lượng số kiếp, tu pháp gốc tích lũy, tích chứa chẳng phì mình, thần thông ba la mật, sáu tình không hề đắm, nhận rõ tuệ vô lượng, được hơn cõi hư không, nhất tâm ba la mật, sinh trong cõi người khó, thân thọ chẳng thể lường, mắt không đắm sắc ngoài, không niệm ba la mật, ý giữ dứt tham vướng, đời đời nối chẳng dừng, mỗi hành trong tự diệt, quán không ba la mật, do ý không chống chấp, không còn pháp trong ngoài, ý đạo không lắm mối, thân trí ba la mật, thân Phật gốc vốn tịnh, chẳng bị trần cấu nhiễm, trí đạt vượt trăm kiếp, tâm không ba la mật, tâm trước khác tâm nay, sinh sinh không hệ dứt, ý chuyên không chỗ giấy, trí lớn ba la mật, trăm ngàn ức chúng sinh, hóa độ chẳng thái độ, tâm niệm không chút tà, an vui ba la mật, hành dứt
nhận khổ chứng. Rõ đạt gốc ba đời, chẳng có ý tiểu thừa, gốc ngọn ba la mật. Nơi khổ chẳng niệm khổ, thông tỏ bốn vô thường, sinh dứt không thọ thân, thánh đế ba la mật. Từ gốc vô lượng Phật, thọ ký sẽ thành Phật, cũng chẳng tự vui mừng, cùng thấy ba la mật. Gốc tâm chẳng nghĩ bàn, đức vượt mọi giới hạn, quán hữu vô nhận rõ tịch tịnh ba la mật. Cội nguồn khổ năm đường, chẳng sinh pháp thanh tịnh, tám bậc hành phật não, hiện thân ba la mật. Thế người vốn không pháp, chẳng thấy tướng pháp giới, trí cao vượt trăm hạnh, vô ý ba la mật. Nhất tâm trong một niệm, thọ chứng dứt mọi nạn, vĩnh viễn lìa các lậu, đại thánh ba la mật. Gốc ngọn dốc tự lìa, cũng chẳng thấy tôi ta, thần lực như hư không, biết đủ ba la mật. Tự thu giữ uy nghi, chẳng tham đắm hình sắc, luôn giữ gìn chẳng phạm, gần gũi ba la mật. Ta từ vô số đời, cũng dường chư Thế Tôn, không hủy hoại pháp giới, vô nguyện ba la mật, cũng dứt mọi mong chờ, cầu cạnh nơi các pháp, chẳng có chẳng chúng sinh, chứa hành ba la mật. Không niệm bờ bị thử, vượt khỏi biển sinh tử, suy cứu mọi cội nguồn vô tận ba la mật, 16 bất tư nghị. Cũng gọi 16 tuệ, từ khổ đến pháp không, dứt chấp ba la mật, còn sinh tử không đáy, hoặc nổi hoặc chìm sâu, tại nên quán thấu đạt, tánh không ba la mật, thân 32 pháp, nhiễm cấu hành bất tịnh, mọi mỗi nên phân biệt, dứt chấp ba la mật. Nhãn thức gồm trong ngoài, chẳng nhận nhập ngoài thân, dấu ý không chốn động, tâm tự ba la mật. Như ta cội bồ đề, trang nghiêm tòa kim cang, tâm vô ý trừ ma, đại tự ba la mật. Tương xuất khắp muôn loại, đổ người chẳng thái độ, rộng tế độ mọi cõi. Tự lì ba la mật. Quá khứ chẳng sinh lại, vị lai trần chẳng nhiễm, tâm tuệ không trong loài trong ngoài, vô ngại ba la mật. Ấm trong ngoài giữ nhập, chẳng giấy mọi trần cấu, gìn giữ chẳng buông lung, thần túc ba la mật. Mắt chẳng đắm sắc ngoài, lưỡi cũng lại rõ vị, dứt trừ tưởng tham vướng, vô hình ba la mật. Tâm Bồ Tát nhận rõ, quán tịnh dứt chấp đắm, đạo theo tuệ bình đẳng, uy nghi ba la mật, trí túc mạng tự biết, rõ từ xưa đến nay, tưởng niệm chẳng giấy lại, hiện sinh ba la mật. Bậc trí dốc độ trời, dứt sạch hết các khổ, chặt đứt gốc sinh tử, hành khổ ba la mật. Từ bi hơn mẹ hiền, tỏa khắp không cao thấp, trong chẳng tự thấy thân, dứt tham ba la mật. Đức thấm vô lượng cõi, chẳng cần có người hay, cũng không tự xưng khen pháp thân ba la mật. Lại theo chư Phật nhận, tuệ không vô lượng pháp, cõi khổ tự nhiên dứt, bất sinh ba la mật. Đạo theo tuệ bình đẳng, chẳng nhiễm tưởng ba cõi, từ ấy đạt thần túc, vô ngã ba la mật. Phàm phu bốn trói buộc, chẳng rời khổ ba cõi, sinh dứt đạo tạo nữa, sinh dứt chẳng tạo nữa, tuệ thông ba la mật, từ trong vô số kiếp, định ý chẳng lầm lạc, ý cũng không dời đổi. Cõi gốc ba la mật, thân trí chẳng bờ bến, hàng diệt mọi tham chấp, đạt được nhận bất khởi, tịch diệt ba la mật. Quán bảy pháp tuệ đạo, pháp giới không mịt mờ, nhất tướng vượt nghe thấy, vô hình ba la mật. Nê hoàng dứt sinh diệt, dấu hành cũng không còn, năng liệm mọi bị tử, theo hành ba la mật. Dù mình gốc các pháp, lưu chuyển 12 biển, thức không bị cấu nhiễm, dứt chấp ba la mật. Bốn thánh đế như nhiên, phát sinh mọi đạo quả, ý diệt nhờ bốn thiền, định ý ba la mật. Như lai tám giải thoát, dứt vượt mọi khổ lạc, năng trừ kiết hiện có, diệt nạn ba la mật. Không dựa đám ba cõi, đứng vững nơi phiền não, tu tập tuệ thần thông, an lạc ba la mật. Không trụ không vãng lai, cũng chẳng hoại pháp tánh, phiền não vĩnh viễn dứt, chẳng biến ba la mật. Như bốn, như sắc vốn không sắc, tánh sắc luôn như nhiên. Thấu tỏ khổ ba đời, ý diệt ba la mật. Chẳng nhận trần có ngoài, định ý dứt tưởng khác, sinh dứt chẳng tạo tiếp, không thọ ba la mật, biến hiện thành vô số, trọn chẳng hề vì mình, tuệ đạo vượt ba ngại, cõi gốc ba la mật.
Nhập định trừ ba tưởng, chẳng thấy ta người mạng, dự tinh không dông rủi, cá trí ba la mật. Pháp không vô tướng nguyện, quán tam muội thánh đạo, an nhiên dốc ý dứt, đem lại ba la mật. Đạo sinh vô lượng pháp, từ ấy đạt bờ giác, thông tỏ ba đời khổ, thọ vui ba la mật. Rõ sinh là họa lớn, xâm phạm hủy pháp giới, lìa bỏ chẳng tham đắm, chúng diệu ba la mật. Từ bi uống tâm rộng, nhuần đượm khắp tất cả, dẫn dạy không quý tiện, trí lớn ba la mật. Bốn đại nhân duyên hợp, thể tánh không hề chuyển, muốn đến cửa giải thoát, ba hướng ba la mật, như kiếp sắp hỏa thiêu. Chẳng mang lòng sợ hãi, thông đạt lực như nhiên, dứt tưởng ba la mật, cũng chẳng tự giấy niệm, nhận rõ từng ấy tưởng, tuệ Phật là vô cùng, biển lớn ba la mật. Công đức vượt mọi hành, nghiệp gốc thật không lường, không một chẳng thấy một, lìa đồng ba la mật. Thề lớn nguyện đầy đủ, quán thân không tướng hình, diệt trừ bốn ma nạn, trang nghiêm ba la mật, gốc các pháp dứt niệm, nê hoàng luôn tịch nhiên, chốn vô hóa chư Phật, tạng sâu ba la mật. Vô tướng chẳng thể thấy, từ một nên thành Phật, tâm liền bỏ pháp gốc, nhất nghĩa ba la mật, sơ cứu mọi đạo quả, chẳng có ba hố hầm, tà chiếu vượt bờ bến, gốc đứng ba la mật. Mọi khó khăn sinh tử, pháp hòa vi an nhiên. Chẳng sinh năm trần cấu, tổng trì ba la mật, giáo hóa khắp mọi cõi, giáo hóa cho muôn loài, trải qua khổ sinh tử, dứt khổ ba la mật. Hiện nơi bào thai mẹ, thật chẳng tham đắm đời, tâm tịnh như hư không, tuệ gốc ba la mật. Chẳng thấy có thọ báo, mọi tuệ sáng quả chứng, nhận rõ gốc bốn đường, dốc tu ba la mật. Vốn từ vô lượng trời, pháp giới chẳng nghĩ bàn, tâm bình đẳng không hai, tuệ rộng ba la mật. Pháp Phật rất thâm diệu, hai thừa chẳng đạt hết, vượt hơn vô lượng hành, dứt nghi ba la mật. Trước làm sạch nhãn căn, tâm tịnh tu hạnh gốc, dốc cầu đạo Bồ Tát, ý định ba la mật. Ý vận như kim cang, trong lành không có bẩn, lìa trọn cõi hữu vô, đạo quả ba la mật. Xưa kia chư Thế Tôn an toàn cội Bồ Đề, hạ phục bốn ma oán, ma oán, lực nhận ba la mật, thần thức nơi hư không, tâm lầu dứt giận dữ, phiền não cũng đều lặng, siêu vượt ba la mật, thần lực vô lượng, dược vô lượng, hết thảy các thế giới, cũng chẳng đắm nơi dục. Sạch cấu ba la mật, phàm muốn đạt pháp không, trong ngoài thể đều tịnh, nhận rõ tưởng vô thường, nhân duyên ba la mật, ánh sáng chiếu mọi cõi, chư tan bao tối tâm, chẳng hề giấy các tưởng, dứt cấu ba la mật, quán tuệ có ba pháp, trừ vĩnh viễn ba độc, chẳng bị nhiễm nơi sắc. Trí hành ba la mật, như tược ngàn ức kiếp, tâm ý chí tuệ thệ lớn, chẳng thấy muôn chúng sinh, giáo định ba la mật, tán bậc hành đạo lớn. Trong ngoài tượng vô ngã, quả Phật, cõi pháp tịnh, vô lượng ba la mật, người gốc tu hành ấy, cắt dứt đức 12 duyên, trừ tham không vướng hữu, chấp chỉ ba la mật, nhằm tu nẻo, tu theo nẻo người. Trước giữ gìn ba nghiệp, gốc hành theo 10 thiện, pháp hợp ba la mật, gốc ta chẳng tạo si, căn bản là hiện có, 10 tuệ trí vô lượng, gốc không ba la mật, pháp giới chẳng nghĩ bàn, pháp vô ý thành tựu, dứt trọn gốc sinh tử, gánh vác ba la mật Như Lai với từ tuệ, nuôi dưỡng không thấp cao, trở sạch tâm ô nhiễm, không mong ba la mật, phát tâm hướng đại thừa, tiếp độ mọi ngăn ngại, chẳng thấy gốc sinh tử, xa lìa ba la mật, thể lớn chịu đựng khổ, pháp định ý an lạc, luôn mang tâm phản tịnh, quên báo ba la mật, tại bình đẳng chúng sinh, lo tận mọi cội rễ, chẳng mang tâm cấu dục, quyền tuệ ba la mật, đạo lớn thật thâm diệu, chẳng bị bụi dục lây, ba không rời ý gốc, rốt ráo ba la mật, ở trong hiền kiếp này, chư Phật hiện ở đời, cứu khổ dứt ba ngại, xây phòng ba la mật. Thân phóng quang bình đẳng, tiếp độ vô số loại, rõ sinh sinh không rõ, bạn lành ba la mật, quyết thành đạo vô thượng, gần gũi thiện tri thức, rõ tận cõi gốc khổ, vô tận ba la mật, bốn nẻo không đi đến.
Thọ mạng vô số kiếp, sư cứu, ngọn nguồn đạo, không đổi ba la mật, nhằm thấu trọn sinh tử, cho đem tâm thoái chuyển, dùng mạnh không tệ hoại, chỉ vững ba la mật, hành thế dứt mọi ái, cũng chẳng chế ba tưởng, gốc ngọn thảy là không, tuệ tỏ ba la mật, lực đạo như hư không, chẳng chấp thân làm ấm, gốc sắc chẳng có sắc, thanh tịnh ba la mật, gốc các tuệ vô sinh, tưởng thường chẳng thật có, chẳng thấy có giáo hóa, trí lực ba la mật, vô số kiếp quá khứ có Phật hiệu như ta, tu gốc pháp bình đẳng, vô hình ba la mật, Như Lai biện tài lớn, tiêu diệt bụi ái dục. Giáo hóa khắp các loài, tính căn ba la mật, có Phật hiệu vô ngại, vô lượng kiếp khổ hạnh, ý giữ không phóng dật giữa giới ba la mật. Thời đến Phật hoàng tệ, giáo hóa chẳng thấp cao, ý mở như hư không, nhẫn nhục ba la mật. Có Phật hiệu đại nguyện, đạt tận khắp tự sinh, biến hóa thân vô số, ân cần ba la mật. Các đạo luôn thanh tịnh, chẳng thấy tuệ hư không, vô hình vượt nghe thấy, từ bi ba la mật. Thêm vui 86 nếu Bồ Tát tu hành, không còn gốc ba độc, chẳng giấy ba la mật. Hiện thánh 16 tâm, rõ thấy không chúng có, không hủy các pháp giới, thân không ba la mật. Trong một tâm một niệm, chẳng lìa quán thiền định, lai từ một ý sinh, tưởng không ba la mật. Hư không chẳng bến bờ, ý tịch dứt ô nhiễm, thể lìa bỏ không vướng, định ý ba la mật. Tại gốc hợp hành này, tịch nhiên dứt tưởng niệm, ý nơi hiện tại dừng, vô ngại ba la mật. Thiền định ý tự diệt, quán tịnh dứt ba tưởng, tòa đạo tự nhiên tịnh, dứt nhiễm ba la mật. Cõi Phật chẳng nghĩ bàn, cõi chúng sinh cũng thế, pháp tánh tự nhiên tịch, vô hình ba la mật, năng độ nạn sinh tử, chẳng niệm khổ ba cõi, ý nhẫn tưởng chẳng giấy, thanh đạm ba la mật, nhập định ý ba đời, rõ tận gốc muôn loài, tự quán thân trong ngoài, vô nguyện ba la mật, cõi tam bộ quỷ thần, theo đấy mà giáo hóa, hiện rõ lực thần thông, dấu diệt ba la mật, phương tiện độ chúng sinh, chẳng lìa ngọn nguồn thật không, nhận ra bốn vô ý, vô ngã ba la mật. Tư duy thân trong ngoài, phân biệt không chẳng tuệ. Quán chẳng thấy tôi ta, pháp ý ba la mật, xin gặp thánh hiền vui, tám thông tỏ dứt chấp. Chẳng giấy mọi niệm tưởng, như huyễn ba la mật, chánh pháp không nam nữ. Ý từ tư tưởng sinh, pháp thâm diệu khó thấy, rõ ác ba la mật. Thân phân vô lượng hình, lại hoàn hợp là một, chẳng một ai chẳng biết. Thân diệu ba la mật, Như Lai các tướng đủ, thân sắc đến thế gian, thân túc đệ giáo hóa, không dựa ba la mật, phàm phu chưa tu học, chẳng quán thân trong ngoài, tuệ giác ngộ thâm diệu, tướng tốt ba la mật, thân túc từ gốc giấy, pháp ý không thấp cao, Bồ Tát quán vô hình, an lạc ba la mật, thiền định dứt niệm mong, tâm dừng không vướng chốn vướng, vui thích ao tám giải, chí thành ba la mật. Người rõ năm pháp khổ, quyết tu đạo vô phi, sáu thông pháp vô lậu, hiền thánh ba la mật, thần thông đến thế gian, luôn theo luật thánh hiền. Chẳng quán pháp trong ngoài, không tên ba la mật, học hạnh không kiêu mạn, tâm không còn đảo điên, mọi phiền não không giấy, dứt huế ba la mật. Như lai quán thay chết, thẳng niệm tịnh bất tịnh, trong ngoài không trốn chấp, sạch mạng ba la mật. Uy nghi đúng giới luật, cử động không hư chối, mọi trí tự giữ gìn, không chối ba la mật. Quên thân vì đạo cần, không bị nhiễm trần cấu, ngồi nằm tâm luôn định, tự giữ ba la mật. Bậc thánh thương xót đời, nên mưa pháp cám lộ, dạng dạng vô lượng tuệ, nhận hóa ba la mật. Bố thí rộng ơn ích, quán tỏ dứt gốc tâm, xua diệt mọi khổ loạn, chiến đấu ba la mật. Tâm nhớ vô lượng pháp, thể hiện vô số biến, gốc tuệ luôn thông đạt, phấn tấn ba la mật. Pháp trong không chống niệm, luôn bị bụi ngoài nhiễm, dùng trí vô sinh ấy, theo nguyện ba la mật. Mọi định tự trang nghiêm, nhãn thức không giấy tưởng, đối tượng cũng chẳng có, không dời ba la mật, tu tập mọi trí tuệ, giải thoát mọi trí kiến, nhằm uống nước bất diệt, cam lộ ba la mật, quán tịnh không tham đắm, tuệ đạt không chẳng khác, nhận rõ bốn đạo quả, lưu chuyển ba la mật. Như có bậc sĩ phu, có này chịu phiền não, tâm tuệ không có nhiễm, theo nguyện ba la mật. Tướng tướng thể có báo, chẳng có hành có pháp, dược cả bốn thiền hành, sinh tận ba la mật.
hành gốc từ đời trước, không sân hận với người, an nhiên lìa tám nạn, siêu việt ba la mật, chỗ tưởng niệm người thường, hồi hợp có biệt ly, tâm thể lớn ngoài thánh, phân biệt ba la mật, dùng không so gốc có, rõ suốt ngoài có không, thân lụy tự nhiên chất, vô kiến ba la mật, đi đến cõi hư không, mau chóng chẳng trốn ngại, chẳng nghĩ pháp trung gian hợp với ba la mật, rõ gốc là một pháp, chỉ cầu đều có khác, theo đời nhiễm sắc ấy, gọi buộc ba la mật. Nhận rõ gốc ba độc, hành tận mới hợp hành, tỏ gốc chẳng có ngã. Gốc thân ba la mật, tâm đạt được tự tại, xem dục như lửa hừng, tiêu diệt năm đường khổ, trong lành ba la mật. Do nguyện nơi ba cõi, thâm đắm năm thứ dục, trọn lìa tám vô gián. Nguồn thuyết ba la mật, sinh diệt chẳng hề định, tổng trì chẳng hề quên, hết thảy trí tuệ đủ, rộng nghe ba la mật. Thọ tuệ có bốn pháp, người biết mình chẳng rõ, duyên ấy đạt thấy bảy không, mau đạt ba la mật. Phật đạo khó thấu tận, chẳng phải tâm chốn lường, quán không nẻo tất tỏ. Bảy giác ba la mật, nhận rõ ba bảy pháp, đường giác ngộ Như Lai, một ý không giấy tưởng, danh thân ba la mật, pháp xa gần quần tất, chẳng niệm nẻo vô ngại, mười hiệu mỗi mỗi khác, vô số ba la mật. Trao truyền pháp thâm yếu, tâm không chút khiếp nhược, vô tướng dứt nguyện cầu, trí lực ba la mật, do đúng tám bậc tuệ, chẳng hoại hành tánh không, từ tư duy pháp trong đạt quả ba la mật, danh sắc biến từng ấy, ái gây bệnh phiền não, chẳng thể đạt gốc không, khéo quán ba la mật. Mười pháp không chẳng biến, ý nhớ tưởng tham đắm, chẳng niệm từ ngoài vào, giới hạn ba la mật, thương xót người đời khổ, lo sợ không cớ duyên, tạo lập mọi phương tiện hiện hóa hiện ba la mật. Tâm bình như kim cang, chẳng gì hủy hoại được, đem pháp cam lồ tưới, thâm yếu ba la mật. Nhân gốc tuệ hư không, giải thoát không chướng ngại, trí sáng suốt cấu nhiễm, thấy nghe ba la mật, biết giữ luật thánh hiền, giới tâm định văn tuệ, ý chí đạo lực mạnh, không thiếu ba la mật, rõ thân gốc vô hình, pháp sinh tử thiêu đốt. Trong lặng về hư tịch, cởi buộc ba la mật, kẻ trí theo đời đổi, trọn chẳng đắm dục lạc, trừ kiết dứt gốc khổ, tôn thượng ba la mật, bậc thế hùng trong đời, hành qua vô lượng kiếp, chân thành không khinh mạng, ngôn hợp ba la mật. Tâm niệm chẳng nghĩ bàn, đạt đến pháp tạng sâu, nhận rõ cõi Như Lai, đạo giác ba la mật. Như Lai mười cố nghĩa, mà mỗi không hình tướng, tịch nhiên dứt âm thanh, thọ ký ba la mật. Quán thân không vô hình, thanh tịnh không chối nhiễm, tăng thêm gốc không pháp, hành tận ba la mật. Như Lai tỏ ký văn, như hư không biến đổi, chẳng thấy gốc sinh diệt, gốc tịnh ba la mật. Chánh giác chốn dạy truyền, chẳng lìa bỏ muôn loài, khiến thảy được gia trở, không sánh ba la mật. Vì người tạo cầu cống, hết thảy pháp suy tìm, dần dần vào kho sâu, lìa khổ ba la mật. Giáo hóa muôn chúng sinh, chẳng rời cảnh giới pháp, quyết tới chốn đạo tràng, tự giữ ba la mật, chúng sinh đạo hướng tới, quyết quy về cửa đạo, mời trí tuệ tự tại, dứt nạn ba la mật. Cùng đời tạo lúc sáng, vì chúng sinh làm mắt, khiến rõ nẻo hướng về đạo lớn ba la mật. Mười luật hiện ở đời, đoạn trừ mọi khổ não, trí tuệ dứt mọi lỗi, thần tuệ ba la mật. Vui ở chốn tịnh vắng tu tập gốc các hạnh, năng biến hiện muôn loài đường nẻo ba la mật. Ở trong vô lượng kiếp, giữ khổ chẳng rời khổ, đầy đủ mười pháp báu, không lìa ba la mật. Tỉnh quán như cõi không, năng tỏa chiếu khắp chốn, tự quán và quán người cùng tánh ba la mật. Quán quốc độ chư Phật, mọi trí tự trang nghiêm. Dù hóa khắp mười phương tịch nhiên ba la mật, đã có vô lượng pháp, Như Lai đã nêu giảng, tiêu diệt gốc phi pháp, kiên cố ba la mật. Chúng sinh hợp giáo hóa, nghe pháp liền được ngộ, hành ấy duyên đời trước, mau đạt ba la mật. Hết thảy gốc các pháp, chẳng có cũng chẳng không, đạo từ dứt tưởng sinh, tám pháp ba la mật. Trí tuệ chiếu vô lượng, như sư tử vô ý, quán rõ pháp vô thường, vô sinh ba la mật. Thuyết pháp không có thuyết, độ người không có độ, phương tiện qua trong kiếp, dứt nhiễm ba la mật. Chẳng chìm cũng chẳng mất, tỏa chiếu khắp mọi loài, nên rõ tuệ Như Lai, không dục ba la mật, thuyết pháp không pháp tưởng, chẳng thấy tôi ta người, đại từ vượt có không, chuyển luân ba la mật.
đàn chim vui nơi ao, sen san hoa phù dung, thiền tịch trừ sạch tưởng, vô sự ba la mật. Thuyết pháp có ba việc, dứt chấp gốc ngọn không, hóa độ vô lượng cõi, không dựa ba la mật, luôn nhớ cội nguồn người, quan sát tâm ý thức, chẳng lìa thể Bồ Tát rốt ráo ba la mật. Theo thời hành phương tiện, không lấy khổ lấy tâm, ý lìa trọn tăng giảm như pháp ba la mật. Nhãn thức chấp huyễn thuật, chẳng thấy có nơi sân, nhị thức nghe thanh ấy, tỏ không ba la mật, như nhà đại ảo thuật, hóa hiện đồ ăn uống, tệ thức mà phân biệt hương sông ba la mật. Chốn tạo của hóa hiện, nghĩ ấy chẳng thể bàn, bốn suy cứu đạt được, vị thức ba la mật, ta vốn tạo thêm vui, tưởng thân gốc các pháp, thâu phục ý an chiên, quyền hiện ba la mật, dùng âm hưởng thanh tịnh, lan khắp cõi mười phương, hương gia đất cũng thế, không phạm ba la mật. Huyễn thuật chẳng chân thật, dối lừa kẻ ngu si, pháp đúng đắn dẫn đường, cõi chân ba la mật. Suy tìm gốc muôn loài, ngoài thánh ai lường nổi, quyền hóa bậc đại thánh, lập giáo ba la mật, thanh tịnh như hoa sen, trọn chẳng nhiễm trần cấu, vượt hẳn mọi nẻo hành, giữ ý ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển 6,